Rồi hôm nay mình có nhận một con Future 125 đèn halogen sợi đốt. Thì bây giờ là mình sẽ làm tăng cam thằng lằn giống như là quay y quay Future 125 Thái. Đây nó xài tăng cam đòn 7. Bây giờ mình sẽ kết hợp là dạng BD á, vừa đòn 7 ống 6 vừa thằng lằn. Thì mình nói là đỉnh cao của độ chế là có nhiều cái là phải trải qua một sự trả giá. Thì mình đã làm một hai chiếc đầu rồi, thì mình thấy là mình không giấu dốt, là xe nó cũng hú, là mình do cơ cấu tăng cam nó như thế nào á, thì hôm nay mình khắc phục được. Thì anh em nào đã làm mà xe không hú thì mình biết là anh em cũng đã làm như vậy rồi, đã làm tăng cam thằng lằn thì xe không hú á, anh em cứ để lại bình luận để cho cái kênh mình nó tốt hơn, rồi hả là cái lượt theo dõi bình luận để cái chương trình cái kênh sửa xe Hồng Hoàng nó phong phú hơn. Mình không giấu dốt, anh em nào mà bình luận đúng góp ý mình sẽ để lại bình luận cho mọi người cùng xem, thấy không? Rồi nếu mà mình khắc phục được á, thì đó là cũng là một cái lợi điểm cho mình, thì khách hàng cũng sẽ tìm tới sửa xe Hồng Hoàng để khắc phục cái lỗi này. Thì chiếc xe này là nãy mình cũng có hỏi khách rồi, khách đã thay cần tăng cam rất là nhiều rồi, chúc mình sẽ tháo ra, ở trên xe này nó cũng hơi kêu ha. Rồi rồi chúc mình sẽ quay bảng tiệm, thì anh em có gì anh em cứ liên hệ Zalo hai số trên Việt theo với Mobi ở trên bảng nha. Rồi mình sẽ nổ máy cho anh em coi, không làm mất thời gian. Thì xe này cũng đang tuột nồi, nhưng mà chút để mình hỏi ý kiến của khách thôi. Xe này xe FI nha, nè. Máy rất là khó chịu ha. Cái tiếng máy nó là không có bằng Future Neo được rồi. Rồi mình sẽ quay bên phía bên sân cam coi nó kêu lớn không. Rồi ha, rồi ra thử nè. Rồi đặc trưng của nó là nó vũ dỗ, nó dỗ lồng rồi nồi hơi gào, dỗ lồng nồi hơi gào, tại bít tông nó đuôi ngắn hơn Future Neo, lồng nó ngắn hơn, hành trình nói chung là tai dơ nó ngắn hơn, và cái tiếng kêu đặc trưng, với lại phụ tùng nó xấu hơn Future Neo, nó không có được chuẩn bằng Future Neo. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái cần tăng cam đó ha. Rồi anh em, ở đây là mình không giấu luôn là xe này là hiện tại mình chạy là không hú nha, tại vì cái đợt trước mình làm thì nó hơi hú sân cam, mình chưa khắc phục được. Hôm nay mình sẽ cố gắng mình khắc phục cái lỗi đó luôn. Còn cần tăng cam của mình đó là mình bao là không không có bị không bị hư đâu, mình bảo hành cho anh em luôn. Mình sẽ chạy về là hướng chợ Nhân Đức nè, rồi ra ngõ ba là quẹo trái là tới tiệm mình nha. Đây chạy đường này là mình quên đường Ngô Văn Gấm gì đó, thì mình từ mình chạy tới là bên phải là chợ Nhân Đức, rồi tới ngõ ba là tới đường Lê Văn Lương á, mình quẹo trái một chút nữa là bên trái đường Lê Văn Lương luôn là tiệm mình nha. Kính thưa các loại bê tông bạc, rồi là xe này là ở Mỹ Tho Tiền Giang nha, mình không có, tạm thời là mình không có quay bảng số nha. Thì xe này chạy là hết một tour công RMS rồi, thì thay là 10 cái cần tăng cam rồi đó. Trời thôi vậy thôi. Rồi rồi thì Zalo là anh em liên hệ hai số này nha, đó địa chỉ anh em quen rồi mình cũng không quay rồi nữa, giờ máy nó kêu đây. Zalo là liên hệ hai số này cho mình. Rồi có gì anh em ghé bảy xà lan để ủng hộ nước nha. Phát tiệm mình luôn nè. Lúc này lên thay là bảy xà lan không á? Gì bảy xà lan. Rồi. Đây ha. Cơ ngơi của bà bảy nha. Bảy xà lan là tự mình đặt nha. Rồi cái này là cách mới thay nè, bây giờ là nó là đã thành ra như thế này rồi nè. Đó. À.
rồi 10 cân giờ thì 11 cân với giờ sao giờ rồi tổng cộng hôm nay là vừa kỷ lục rồi, mới phá kỷ lục là 11 cân rồi. Bây giờ là mình đã hoàn thành là thay sên sên bầu nè, sên bầu rất là ôm nha nè, anh em cứ lấy cái sên mà sên tròn này nè, rồi anh em so sánh với sên bầu thì sên bầu nó ôm rất là sát. Rồi mình đã đưa cần tăng cam thằng lằn vô nè, bây giờ là mình sẽ vô để mình test thử cho anh em coi ha. Rồi có bán cái dung dịch NX 5000 để vệ sinh bùn đốt nè, với lại nhớ công nghệ nano nè, thì anh em lên kênh có rất là nhiều cái đơn clip của Trọng Hoàng và sửa xe Hồng Hoàng và nhiều cái kênh khác, thì anh em nhớ theo dõi rồi anh em coi coi ha. Thì mình vệ sinh bùn đốt này nó sạch khoảng 70-100% nha. Rồi ok anh em có gì có thể đi vệ sinh bùn đốt, rồi ở trong hãng thì nó vệ sinh bằng máy, ở ngoài vệ sinh bằng máy chưa chắc đã sạch bằng mình sạch thủ công luôn nha anh em. Ăn thua anh em có thời gian chờ đợi thôi đó. Là mình đang đi vô cái hướng Nghĩa Trang Nhân Đức nè để mình thử xe, thì bây giờ đó là xe là mình cảm thấy là không hú nữa, mình đã khắc phục được cái bệnh hú mà khi thay thằng cam này rồi. Rồi anh em hoàn toàn có thể yên tâm đang chạy luôn anh em đó. Rồi đây mình sẽ quay vô Nghĩa Trang Nhân Đức cho anh em coi ha. Quay ra mình mới xả nước cứu thân nha. Rồi anh Ráp anh đang chở mình nè. Bây giờ là mình đã tìm cái giải pháp để cho cái thằng lằn thằng cam này không bị hư nha anh em. Đây là Nghĩa Trang Nhân Đức nè anh em. Đó, Nghĩa Trang Nhân Đức đó. Rồi đây là tới Nghĩa Trang Nhân Đức rồi nha. Nè đó à. Xe nó yếu. Rồi bây giờ là mình sẽ xả nước cứu thân, mình đi về mình ráp dàn áo chở khách. Như vậy là đã cũng quá ok rồi anh em. Rồi mình cảm thấy là như vậy là hài lòng rồi. Thấy không? Mình sẽ chạy một vòng nữa rồi mình sẽ về mình ráp vô ha. Rồi rồi anh em ha, chỗ này mà bài nhậu là cũng ngon luôn á, cũng ok rồi, đợi khách test là cho ý kiến nữa mới được. Đã đồng ý rồi thôi mình gắn vô lại ha, rồi mình gắn xe vô mình giao khách thôi, ok rồi đó. Mình đã khắc phục được là khoảng là 90% cái lỗi hú của cần tăng cam này luôn. Tại vì cần tăng cam này nó không có cái nêm dưới, bắt buộc cho nó hơi căng thì anh em phải chịu thôi. Nhưng mà cái tuổi thọ nó là mình bao bền luôn nha anh em. Rồi như anh em này gắn là có thể là qua tới nửa năm sau chưa chắc thì nó đã bị lại đâu. Rồi. Rồi là mình chế cần tăng cam sên can bầu cho phiêu chờ bụng bự 125 phiêu chờ mập á. Ở ngoài ở miền ngoài anh em kêu bằng phiêu chờ béo, ở đây kêu bằng phiêu chờ mập, là phiêu chờ đầu to, phiêu chờ bụng bự vậy đó, mông bự vậy đó. Thì bây giờ là cái mấy clip trước á, là nó rất là hú ha, thay cái này vô nó rất là hú. Hôm nay mình đã khắc phục được là khoảng 90% tiếng hú, 90% rồi. Mình nghĩ là cái tiếng đó là khi anh em chạy phượt rồi cũng không nghe được. Rồi với điều kiện thời tiết gió đồ anh em không nghe được, nói chung là có nhiều chiếc bản thân nó đã hú rồi, thì mình đã khắc phục được này là giảm được 90%, mình chắc cú là 90%. Thì anh em nào có cách nào hay nữa thì cứ để lại bình luận, mình cũng không giấu dốt gì, thì anh em để lại bình luận mình thấy được thì mình cứ để đó cho anh em bàn luận đâu. Anh em nào có cách hay thì cứ thôi ha, thì Zalo anh em liên hệ hai số này. Rồi mình có thể là tiếp nhận ý kiến của anh em. Rồi anh em nào kết bạn Zalo, Facebook mình á, mình thấy thì anh em nào có chia sẻ cái gì hay thì mình cũng tiếp thu. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh rồi để phát tán cho mọi người cùng biết. Rồi. Thì cái thằng này á, thì anh em biết nguyên lý viên của Future Nail á, thì
thì cái niêm đỡ xanh cam á là có, nó có niêm trên niêm dưới. Ở đây mình chế là dạng là cần tăng cam này, cần tăng cam mình gọi là xe, dẫn mấy cái xe mà RSX AT hay là Lê Sam đó là gọi là xe BD. Cần tăng cam này nó cũng giống vậy anh em, nó vừa ống 6 vừa cần hàng lằn, cho nên là cũng gọi là cần BD á, nó không có cần dưới, cho nên là cái sên dưới nó khi mình đè xuống nó cũng phải hơi căng, nó bị hạn chế là mình bỏ bánh xu lồng thì nó hơi hú, nhưng mà mình giảm được tiếng hú là 90% rồi. Anh em lưu ý ha. Thì anh em nào thích gắn hay là thích mua cần này về để gắn thì mình chế sẵn, mình có thể là mình, anh em cứ liên hệ Zalo và mình sẽ chuyển cho anh em ha. Thì số tiền bao nhiêu thì anh em cứ liên hệ Zalo thôi. Chứ giờ sao giờ. Rồi, mình kết thúc live tại đây ha. Rồi, yeah anh em ha.